Đây là mẫu áo E359. Một chiếc áo trơn, mút vừa, không có gọng, tạo cảm giác dễ chịu, thoải mái cho người sử dụng. Phù hợp với những chị có kích thước vòng ngực vừa và to. Với lớp đệm cô tông cao cấp, thấm hút mồ hôi êm dịu làn da cho vòng một. Những chiếc áo không có gọng phù hợp với những chị thích vận động. Đuôi áo co giãn tốt, ôm trọn vòng ngực của mình, kéo những phần mỡ thừa dưới cánh tay, làm cho khuôn ngực trở nên đầy đặn, quyến rũ hơn. Được thiết kế hai móc, ba nấc, chỉ việc điều chỉnh để chọn cho mình một nấc áo phù hợp nhất. Dây áo co giãn tốt có thể nâng hạ và tháo rời được. Về hiện tại, mẫu áo Y359 gồm có đen, đô, da, có size 34/75 đến 38/85. 34/75 sẽ có số ký 4853, lưng số 571, ngực 7580. Size 36/80 có số ký 5360, lưng 7176, ngực 8186cm. Và size cuối cùng của chiếc áo là 38/85, có số ký 60-65, lưng 76-79, ngực dao động từ 86-92cm. Và những mẫu áo của 12 giờ đều được cắt may theo kích thước tiêu chuẩn số đo vòng 1 của người phụ nữ Việt Nam, sản xuất hoàn toàn ở Việt Nam. Theo một quy trình khép kín, chọn lựa kỹ lưỡng nguyên vật liệu, kiểm tra đóng gói và giao đến tận tay người sử dụng. Và đây là những nguyên vật liệu chính để tạo nên mẫu áo của 12 giờ. Lưới là điều không thể thiếu với những lỗ li ti như thế này. Có công dụng là thoáng khí, êm dịu làn da. Thun co giãn 4 chiều, mát da và không hề bị nhầu. Một mẫu ren cao cấp, co giãn tốt với những họa tiết hoa văn nổi, sang trọng, quyến rũ cho người sử dụng. Không gây kích ứng da, không ngứa da, phù hợp với bất kỳ loại da nhạy cảm nào. Tiếp đến là phần mút áo. Những chiếc mút là điều tạo nên form áo chuẩn. Ép dập trước trải qua nhiều công đoạn để tạo nên. Được đặt vào bên trong quả áo một cách tỉ mỉ, tinh tế nhất để vòng một của chị em chúng ta trở nên êm dịu, nâng đỡ vòng ngực, tạo khí hấp dẫn hơn. Phần gọng của 12 giờ là sự khác biệt hoàn toàn với những chiếc gọng ở ngoài thị trường. Đây là gọng sắt, ai cũng đã từng gặp. Mặc vào đâm chọc vòng ngực của mình gây đau, hành vết cho làn da, ảnh hưởng vô cùng đến sức khỏe vòng ngực. Và những chiếc gọng của 12 giờ có sự khác biệt rõ rệt khi được bao phủ bên người. Là lớp vải mịn, bao phủ xong, đặt vào bên trong một cách tỉ mỉ, tinh tế nhất để đảm bảo người sử dụng có cảm giác thoải mái, an toàn sức khỏe trong vòng 1, không bị đau, không đâm chọc. Những chiếc móc trải qua nhiều công đoạn để tạo nên. Tiếp đến, người thợ may sẽ ráp vào với những đường may vô cùng tinh tế, sắc nét. Bên trong sẽ có một chiếc mạc của 12 giờ. Qua mỗi khâu đều được kiểm tra kỹ lưỡng và không có sai sót gì sẽ đưa đến khâu tiếp theo. Ở khâu cuối cùng là khâu đóng gói, cắt những phần chỉ thừa xung quanh chiếc áo, bán một chiếc thẻ bài. Trên thẻ bài sẽ có ngày tháng sản xuất, mã áo, giá tiền, mã vạch. Sau đó, đặt vào bên trong một bịch kín để tránh được bị dơ và bị ướt. Tiếp đến, bỏ vào trong một túi xốp có logo của 12 giờ và giao đến tận tay người sử dụng. Và hiện tại, công ty An Phát mang thương hiệu đồ lót 12 giờ đã có mặt trên thị trường Việt Nam hơn 10 năm và hiện đang có mặt trên 58 tỉnh thành với hàng ngàn đại lý và luôn được triệu triệu phụ nữ Việt Nam tin dùng. Đây là hình ảnh cửa hàng của 12 giờ trên khắp đất nước Việt Nam. Những chiếc áo lót được đặt trong tủ kính một cách tinh tế, bắt mắt và vô cùng sang trọng. Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu được Cục Sở hữu trí tuệ cấp phép. Logo 12 giờ. Giấy kiểm định an toàn sức khỏe cho người sử dụng. Và công ty An Phát được Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng chứng nhận. Những hóa đơn chứng từ của 12 giờ đều được Bộ Tài chính cấp phép.
Một chiếc áo của 12 giờ phải trải qua hàng trăm công đoạn với sự góp sức của hàng trăm công nhân biến hóa thành một chiếc áo vô cùng hoàn hảo, hội tụ đầy đủ, mẫu mã đa dạng, chất lượng, giá thành phải chăng và điểm đặc biệt hơn hết là đảm bảo sức khỏe cho người sử dụng.